ít thôi nên là các anh có thể nhanh tay đặt hàng. Em có thể nhìn nấm nhà em như thế này, đây là mặt trước mặt sau của nấm, thân cây nấm rất là đanh, nấm nhổ rất là sâu ạ. Đây các anh có thể nhìn thấy nấm, đây là hàng sống cho nên là các anh có thể có một số cái mọt đấy, bởi vì nó sinh sống trong một cái điều kiện khắc nghiệt nên là không thể tránh khỏi được những cái mọt như thế. Nên là các anh nhưng mà các anh cứ yên tâm, khi mà mua về thì cái sản phẩm này có một tác dụng rất là tốt. Nếu mà nấm nuôi thì sẽ không có mọt bởi vì là nó được nuôi trồng trong một cái điều kiện rất là tốt, điều kiện mà con người tạo ra cho nó rất là tốt nên là nó không bị mọt đâu. Cái này các anh mua về có thể rửa sạch sau đó ngâm bình thường, ngâm để uống bình thường hay là nấu nước cũng được ạ.